Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV. Và kế bên mình đó chính là Sammy Đà. Sammy các bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Như các bạn đã đọc tiêu đề thì mình nghĩ rằng các bạn cũng biết rằng video hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì đúng không? Đó chính là chúng ta sẽ làm thử thách 24 giờ ăn những cái món đồ ăn ở trong Minecraft. Ok, rất là đặc biệt luôn. Video này sẽ là một video rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Và các bạn hãy cùng đón xem thử xem coi liệu rằng hôm nay mình và Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau ăn những món ăn gì nha. Cùng nhau đón xem thế nào. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy có bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào Minecraft để kiếm đồ ăn hay nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, và hiện tại là mình và Sammy đã vào trong Minecraft nè các bạn ạ. À. Đấy. Và bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau đi kiếm đồ ăn ở trong Minecraft nha các bạn nha. À, mình nghĩ rằng á là mình sẽ chia ra khoảng 3 tập đi. Thì mỗi tập á bạn thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kiếm từ 5 đến 6 món ăn. Thì chúng ta sẽ ăn gọi là những món ăn ở trong Minecraft đó, ở ngoài đời thật luôn nha bạn nha. Ví dụ như là mình kiếm được ở trong đây là thịt heo đi, thì ở ngoài đời thật mình sẽ ăn thịt heo đó. Mình kiếm trong đây là thịt rồng Ender đi, thì mình sẽ ăn thịt rồng Ender luôn à. Trời ơi, chơi gì mà ảo ma cà nó đà vậy. Như vậy thì nó mới xịn đúng không đó. Rồi thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm đồ ăn nào. Chứ tôi là tôi đói bụng lắm rồi đó. Tại vì hôm nay á là tôi chưa có ăn gì hết trơn luôn á. Tôi phải để dành bụng để hôm nay nè. Tôi quay video thử thách 24 giờ ăn tất cả các món ăn ở trong Minecraft. Cho nên là chúng ta chỉ được ăn những món trong Minecraft thôi. Đó, cho nên tôi ăn rất là đói bụng giờ. Ok. Đầu tiên thì vào trong Minecraft thì chắc các bạn cũng biết rằng là chúng ta thấy một con bò rồi. Chúng ta sẽ ăn thịt nó. Ôi, ê, Sam ơi. Ui, có con bò, con bò. Mày thế à vậy? Ôi, này, để tôi, à, để tôi quánh nó, quánh tay nó. Ai biết đâu. Đây, 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 chúng ta kìm thấy con bò. Vậy chúng ta có miếng thịt bò nè Sam. Ủa gì kìa? Dương trời cho tính ra là hồi nãy mình với Sammy chỉ tính là vào đây chặt gỗ trước thôi. Ai dè đâu có con bò đến nó nạp mạng cho bọn mình trước các bạn ơi. Ghê thật, ghê thật, ok. Quá. Rồi. Ê, phải nướng cái thịt bò lên mới ăn được nha. Mình không ăn được thịt bò sống đâu. Đúng rồi, thịt bò sống thì làm sao mà ăn được. Ok. À không, ở bên Nhật Bản là người ta ăn thịt bò sống được nha Sam. Chứ không phải không đâu nha. Đúng rồi, có chứ. Ghê ghê vậy. Rồi, bây giờ Phong làm được cái cúp đây nè, để Phong đi đào đá. Ok, sau đó chúng ta sẽ làm một cái lò nướng để nướng thịt bò nha các bạn nha. Chưa gì vừa vô là có thịt bò ăn rồi, xịn xịn xịn. Rồi ok, mình đào được khoảng gọi là 13 cục đá nữa bạn ơi, 13 cục không đá này. Không chứ dạ, tôi đổi lắm rồi nè. Chúng ta sẽ nướng được thịt, ok. Từ từ để xíu để Phong nướng cho mà ăn. Đây, mình sẽ bỏ đá cuội vào trong đây, mình chế ra một cái lò nướng nè, đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ thịt bò vô, bỏ gỗ vô và chúng ta sẽ nướng được. Ê Sam, Sam ơi. Chặt với Phong một ít gỗ đi, mình cần phải có thêm gỗ để nướng thịt bò. Như đây gỗ là chưa đủ đây, phải không? Để tôi đó, okay. Cái gì chứ gỗ thoải mái, đang rất đói hiểu không? Sam bỏ gỗ vô nướng nha, Phong xuống đào thêm ít đá nữa, đó. Sam ơi, Sam có nhớ ngày xưa là gọi là Sam có đọc chuyện người ta Trạng Quỳnh hay là Trạng Quỳnh gì đó. Tôi không nhớ nữa nhưng mà tôi nhớ là trong đó là nó có một cái câu chuyện về món mầm đá đó. Sam biết món mầm đá không? Biết, món gì ăn cục đá đó. Trời ơi, cái món gì mà kiểu gọi là cái ông Trạng đó, ông ăn cục đá hay giờ tôi ăn thịt bò còn Sam ăn cục đá đi. Ông khôn quá ha. Trời trời khôn nha ông, quay tôi xách rồi không có đâu. Okay, ơi, cái thịt này nè, ăn đi rồi nè. Được hai miếng thịt luôn. Yeah yeah, xịn ra, xịn chia xịn. Ra, ok. Chia ra. Thôi hồi nãy Phong nói Sam ăn đá đi, Phong ăn thịt cho mà. Để tôi đá không bao giờ ông tin đâu. Cho tôi đá hả? Sao tôi sống được? Rồi ơi, tôi giỡn nè, Sammy một miếng thịt, mình một miếng thịt. Rồi ok, ăn thôi Sam ơi. Nhâm. Trời ơi, ngon. À, thật ra con nhân vật trong game đã ăn chứ mình đã ăn đâu mà ngon đúng không các bạn? Rồi, ok. Vậy là món ăn đầu tiên mình với Sammy đã kiếm được đó chính là món thịt bò. Bây giờ mình và Sammy sẽ ăn món thịt bò ở ngoài để thật luôn nha các bạn nha. Let's go. Thật ra thì miếng bò đẹp lắm bạn, nhưng mà mình chiên sao mà giờ nó đang thùi lùi luôn. Thôi nhưng mà kệ, miễn là vẫn còn ăn được rồi được rồi. Trong mai rất là nâu luôn á, nhưng mà đen nha. Đây là chiên đúng rồi đó. Rồi rồi, biết rồi. Ok, đem ăn tay vô. Nè, Phòng đeo cho. Đó. Rồi, nè cho Sam chọn á. Này. Cái này đúng không? Đẹp nhất. Ok, mình sẽ lấy miếng này. Để xem miếng bò này. Thì hồi nãy bạn mình ăn với thịt heo thì mình rút kinh nghiệm là thịt heo nó rất là kiểu nhạt nhẽo luôn, cho nên là mình sẽ chấm với tương để mình ăn nha. Tôi sẽ thử liếm thử. Cái gì vậy? Đắng quá.
Sao bộ đắng như vậy ta? Ừ thì nói chung á là hồi nãy Phong chiên nó có hơi khác xíu nhưng mà vẫn còn ăn được, hiểu không? Có hơi khác xíu nhưng mà vẫn còn ăn được, hiểu không? Nó cứng như cục đá. Nó cứng như cục đá á bạn. Mình chiên hơi quá tay vậy phải. Hồi nãy miếng bò mình mua về là vẫn còn bình thường, nhưng mà không hiểu sao mình chiên lên xong bây giờ nó cứng như cục đá luôn. Ăn thật sự rất là khô luôn. Thời luôn mình, sao mà mình chiên bò dở dữ ta. Rồi ok, thì hồi nãy mình và Sammy hai đứa mình đã cùng nhau ăn xong món thịt bò mấy bạn ơi. Thì Sammy ơi, Sammy thấy thịt bò ngon không? Thôi ông ơi, tôi ăn vậy lâu chứ ăn thịt bò gì cứng như cái vẻ trời. Thôi không ăn đâu. Thì nói chung á là thịt bò ở ngoài đây thật là phong nướng nó lên nó hơi bị khô xíu thôi, nói chung vẫn ăn được là được rồi. Trời ơi, đòi hỏi quá. Thôi rồi, bò bây giờ ăn như khô bò á. Ghê luôn á. Ừ thì coi như là đang ăn khô bò đi, nó hơi khô xíu thôi, cái gì đâu. Ui, Sammy. Tôi thấy món ăn tiếp theo chúng ta nè. Từ từ, từ từ. Chúng ta phải từ từ lại gần nó sao, hiểu không? Này, từ từ lại gần. Để tôi bao vây nó, từ từ. Ui. Ê, con gà kia. Nhìn hả mày, nhìn hả mày. Chúng ta đã có được món ăn tiếp theo là thịt gà mấy bạn ơi. Ui xin. Rồi. Ôi, ta nói cậu ăn ngồi thịt không à. Sao mày? Tôi để quên cái lò nướng bên dưới kia giờ sao nướng thịt gà được đây. Khổ ghê luôn mà sao không khờ vậy? Thôi quên rồi, thôi kệ kệ. Bây giờ mình đi vòng vòng đây mình kiếm gỗ để mình làm thịt đi. Ok, đi đi. Ui. Mệt quá. Sam. Mà biết tôi mới kiếm được gì không? Gì? Ở bên đây nè, một cái ruộng lúa. Trời ơi, vậy là chỗ này có làng. Wow. Ui, có làng nè, có làng nè. Ui. Trời ơi, trúng số rồi. Xịn. Ơi Sam, tôi có món ăn tiếp theo nè. Chúng ta sẽ ăn thịt dân làng. Chúng ta sẽ ăn thịt dân làng. Ông ghéo à, tôi nghĩ sao vậy? Đi ăn dừa thôi. Giỡn. Ôi có trứng gà nè, nhưng mà thôi, mình có con gà rồi mình không ăn, không thèm ăn trứng gà đâu. Hello mấy anh dân làng. Hôm nay em đến đây là để xin phép mấy anh cho em ở đây em làm đồ ăn em ăn xíu nha. Ok, Sam ơi, có cái cây nè. Mình chặt cái cây đi. Trời ơi, cây người ta trang trí mình chặt vô duyên không? Mình chặt để mình làm gỗ để mình gọi là nướng thịt. Đây chứ. Đây, có cái lò nè Phong, có cái lò. Ở đâu? Phong ơi, tôi nghĩ này. Ui, nha, mình giết một con gà nha, là nguyên người đúng không? Trời ăn thoải mái luôn á. Thôi. Thì bây giờ là chúng ta giết một con gà, chúng ta sẽ ăn nguyên con gà luôn. Tí nữa mình sẽ làm thịt. Mình sẽ làm thịt nguyên một con gà ở ngoài đời thật cho bạn coi luôn. Ok. Rồi. Bây giờ là tiếp theo là chúng ta ơi, Sam ơi, tôi nghĩ thế này nè. Trong Minecraft là nó có táo đúng không? Thì bây giờ từ nãy giờ mình đã ăn thịt nhiều rồi, mình đã ăn thịt bò nè, giờ mình ăn thêm thịt gà nữa. Chúng ta cần phải có thêm một ít món tráng miệng và chúng ta sẽ làm món táo đi. Ok. Đây tôi tìm cho, đi tìm táo. Bây giờ Sammy phụ Phong đi kiếm táo nha, đập mấy này ra coi có quả táo không. Trời ơi, cây dân làng ông đập không thương tiếc luôn. Đây. Dạ? Phong được một quả táo rồi nè. Em nhở? Rồi, cho Phong tôi được đi, một quả tôi, rồi. Tôi không có quả của tôi muốn ăn. Nè, cho. Đây, cho Sam nè, bạn thấy không? Bạn thấy không? Chơi game chung với bạn gái là như thế các bạn ạ. Đấy, mình chỉ cần kiếm được đồ ăn, cái bạn gái chỉ cần nói câu thôi mình phải đưa liền. Mình mà không đưa cái là mình sẽ bị quýnh các bạn ạ. Vậy? Cái dữ hả? Ui, gì gần chết à? Sammy mà hiền, ok, Sammy mà hiền. Rồi, thôi bây giờ chúng ta kiếm thêm quả nữa. Hình như mỗi cây có được một quả táo thôi à. Tôi cũng muốn được ăn táo. Nguyên cái cây to rồi to. Khi quả tức ghê luôn á. Rồi có không? Không biết nữa. Thôi bây giờ tôi ăn táo không ăn thịt gà đi gì đâu. Thôi mình ăn vậy thì còn gì vui nữa. Chúng ta phải kiếm hai quả táo luôn. Mình ăn chung hiểu không? Ok. Ôi Sam ơi, tính ra từ nãy giờ tôi với bà kiếm táo mà kiếm nãy giờ không được, trời tối luôn rồi kìa. Thôi mình đi kiếm nhà mình ngủ. Sam ơi, kiếm nhà mình ngủ đi. Táo hiếm như táo vàng vậy. Ôi. Đây, đây, ở bên dưới đây tôi thấy có mấy cái nhà của dân làng này. Mình xuống đây mình kiếm nhà mình ngủ đi Sam ơi. Ui, có skeleton. Chạy. Ai? Trời ơi, tôi ăn thịt skeleton đâu, đừng có tới đây. Ghê quá. Rồi, thôi, bây giờ mình kiếm nhà ngủ Sam ơi. Xuống đây. Đây, bên dưới đây nè. Bên dưới đây coi đường đi xuống nè. Đây, bên đây. Trời ơi, tôi không muốn ăn thịt zombie đâu. Lỡ mà tôi lượm được miếng thịt zombie là tôi phải ăn thịt zombie đó. Tôi không ăn thịt zombie đâu. Thôi, chảnh lẹ. Em lấy miếng thịt gà gì vậy? Chưa, mấy thịt gà vẫn còn nướng cho nó. Kệ đi, kệ tí nữa mình lên mình lấy. Sammy có biết thịt zombie là thịt gì không? Thịt thói rữa. Đúng rồi, là mình phải ăn thịt thói rữa. Ok rồi, ơi dân làng, cho xin cái giường nha. Ngang sợ, thật sự. Kệ chứ, con dân làng đó. Con dân làng đó sinh giường ra người ta luôn à. Dân làng sinh ra để mình lấy giường mà. Đây, thêm con nè, cho xin cái giường nha. Ok. Con này thiệt thòi rồi, thật sự. Đi ra ngoài bạn, đi ra ngoài. Rồi, ok, Sam vô đây. Rồi sao một cái giường, Phong một cái giường. Trời ơi, này là chiếm đất luôn phải không?
Rồi. Ủa sao mất cái giường vậy? Ủa giường. Trời ơi nó leo lên kìa. Trời ơi, Sammy đi ngang qua xong mình đặt cái giường xuống cái mất tiêu cái giường. Bạn ơi thôi Sam ngủ giường mày nói đi, không qua giường mày này không ngủ. Ok, đây, không đây. Cái giường mày này nè. Nhưng mà con nhân là nó giành của tôi vậy tôi đánh hả? Ờ. Vậy. Đánh nó ra. Ok rồi. Đây. Rồi tôi ngủ rồi nha. Rồi, tôi ngủ đây tôi. Đây, ngủ rồi. Sleep. Ok. Ngủ thôi. Ê con nhân làng sao mày đạp mặt tao mày? Rồi con nhân làng nó đạp mặt tôi luôn. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình kiếm quả táo nào. Tôi muốn ăn thêm táo. Trời ơi. Ui, nghi ngờ cái làng này gì ta có vấn đề rồi. Quả táo kiếm còn hiếm hơn cả đồ ăn gì ta đồ ăn mặt nữa. Ôi trời ơi, mệt quá trời quá đất. Kiếm từ nãy đến giờ mà vẫn chưa ra được quả táo thứ hai các bạn ơi. Thôi, bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ lên trên kia mình lấy thịt gà đi. Còn Sam ơi. Sam ở dưới đây Sam kiếm táo giúp Phong nha, để Phong lên kia Phong kiếm. Tôi biết rồi. Trời ơi, dưới này tôi gọi là tôi vặt muốn gọi là muốn chùi lá mà không có một quả táo luôn là sao vậy? Không biết nữa, hình như là trong đây nó chỉ cho mình một quả táo thôi hay sao á, buồn ghê á, tôi cũng muốn được ăn táo. Ui Phong ơi. Hả? Trời vậy ơi, mừng quá có rồi. Hai cái rồi. Ok, rồi. Vậy là được rồi. Ok. Ok, vậy là có hai quả táo nha bạn nha. Ok, có hai quả táo. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lên lấy mấy thịt gà nữa. Mình đói bụng rồi nè. Ok, trời ơi, đói bụng quá. Di chuyển hết được rồi. Ok, thịt gà đâu? Đây, một con gà và hai quả táo. Quá hợp lý cho chúng ta luôn. Ok, bây giờ sao xuống ta? Bây giờ ông nhảy xuống đầu tôi bế ông cho. Ok, đây, tôi đang đi xuống nè. Đây. Rồi, ủa, rồi kiếm được quả táo rồi đúng không? Đây, được rồi, mới kiếm được luôn. Nó rớt xuống đầu tôi mừng chảy nước mắt luôn nè. Ok, rồi. Rồi, bây giờ là Phong một quả táo, Sam một quả táo. Ok. Rồi mấy bạn ơi, vậy là bây giờ bọn mình đã có được thêm những món ăn tiếp theo, đó chính là táo và thịt gà nha các bạn nha. Mình và Sammy mỗi người sẽ có được một quả táo với lại một con gà quay. Ok. Ok, ăn thôi. Quả táo chính là cái quả mà mình đã kiếm được đầu tiên ở trong Minecraft cho nên chúng ta sẽ ăn nó. Quả táo nhà chồng thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa và tôi ăn liền. Ăn nha. Thôi ăn nào. Cái vị này nó rất giống quả táo không? Chẳng lẽ táo có vị của sầu riêng bà nội? Hả? Táo không có vị táo, vậy là táo có vị của sầu riêng. Hả? Nói câu nghe vô lý thật sự. Táo không phải vị táo, nhưng lại táo vị sầu riêng. Trời ơi. Tính ra ngày xưa á Sam, tôi ăn táo. Xong đầu tôi coi cái phim mà Bạch Tuyết bảy chú lùng á, biết không? Biết. Ừ. Xong đầu tôi thấy Bạch Tuyết ăn quả táo xong bị ngất xỉu á. Xong tôi cũng bắt chước. Đó, rồi tôi cắn miếng. Nói chung mới là ngon. Món ăn đầu tiên mà đã ngon như thế này rồi, thật sự là những món ăn sau chắc chắn sẽ còn ngon hơn nữa bạn ơi. Ngon. Hồi nãy trong Minecraft mình với lại Sammy đã kiếm được một con gà quay. Chính vì như vậy cho nên chúng ta sẽ cùng nhau ăn gà quay. Nguyên một con gà luôn. Chính xác luôn nha mà, không có lệch một tông nào luôn. Ví dụ như bây giờ mình kiếm được nguyên con gà mà mình ăn cái đùi gà không đi thì nó sẽ rất là gọi là khác ở trong game đúng không? Còn này là mình ăn nguyên một con gà y hệt ở trong game luôn. Ghê. Đây. Trời ơi, con gà nó mập mà nó mỡ không nữa bạn. Ôi, đứt cái đùi rồi. Đứt cái đùi rồi. Oh my god. Đang review mà đứt cái đùi. Đang review mà đứt cái đùi. Thôi xin lỗi cưng nha. Đây cái đùi còn lại cho Sam. Bức. Đó. Vô. Cái đùi đùi đi đùi xinh hơn. Hả gì? Đùi đẹp. Trời ơi, ăn thôi mà cũng phải cái đùi nào đẹp hơn nữa. Đúng rồi. Ok, ăn nha bạn. Mời. Vô. Ừ, ăn. Sao ăn đi. Bị nhiệt, không ăn được đâu quá. Sammy đang bị nhiệt miệng cho nên là Sammy sẽ ăn hơi khó xíu, bạn thông cảm nha. Có những món Sam sẽ ăn được, có những món Sam không ăn được nha. Em thử bạo hoặc đi, tại vì tôi thấy cho mấy cái kiểu ăn là ngập một phát, rút một phát còn cái xương thôi, thử biểu diễn thôi. Thực sự bây giờ mình không biết là làm cách nào để mình với Sammy có thể ăn hết nguyên con gà này các bạn ơi. Nhiều quá. Chắc để mai đi. Sam hả miệng ra. Chịu thua. Sam đưa cái đùi gà đây, Phong diễn ảo thuật cho coi. Gì? Ảo thuật cho coi. Ủa, đùi gà sao diễn ảo thuật được? Ảo thuật được chứ. Đâu ăn sao ảo thuật được. Coi nha, đây là cái đùi gà. Mình chỉ cần. Ủa, trời.
Hay quá, ảo thuật ơi. Em giả mạo thuật cái này đi. Thôi mà giả thuật cái này tôi chết luôn á. Còn rất là nhiều món đang đợi mình, cho nên tạm thời chắc bây giờ mình sẽ bỏ con gà qua một bên, rồi chúng ta sẽ ăn những món tiếp theo nha các bạn. Ok. Rồi, ok. Quá là ngon luôn các bạn ơi. Vậy là mình với Sammy đã được thưởng thức thêm món gì ta, gà quay và táo ở ngoài đời thực các bạn ạ. À. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm thêm món gì đó tiếp theo để ăn nha các bạn nha. Ok. Đúng rồi. Em mà Phong ơi, hồi trừ sao mà tôi thấy ông với tôi ăn thịt với táo không à? Không có cái gì mà chán miệng ngon hơn đi. Cho ăn bánh đi, cho ăn ngọt ngọt á. Tôi thích ăn ngọt ngọt. Bánh hả? Bánh, nhưng mà bây giờ ở trong Minecraft mà muốn làm được một cái bánh kem mà rất là khó luôn á. Ồ khoan từ. Ở đây à, có cái này nè, hay là mình làm bánh mì đi Sam. Đúng rồi, mình làm bánh mì được á. Chưa tôi thấy mấy cái cọng lúa nào chưa, mình quên là mình quên nhớ nói luôn á. Đúng rồi. Mà lúa này làm bánh mì được nè các bạn. Ok, mình sẽ bỏ lúa vào đây, sau mình sẽ làm cho mình một cái bàn chế tạo nha. Ok, ôi tính ra cái bánh mì làm sao tôi quên rồi. Đây, không làm cho. Để đây nè, đó, xong rồi đặt bánh mì vào là làm được mấy ổ bánh mì nè, thấy không? Đây, nè. Nè, chia đâu, Sam nữa. Trời ơi, quá trời bánh mì. Tính ra hôm nay mình và Sammy rất là may mắn khi mà bọn mình đi đến ngôi làng và mình kiếm được rất rất là nhiều đồ ăn trong ngôi làng luôn. Quá là xịn. Ok. Rồi. Ê Phong ơi cẩn thận. Trời, tôi thấy ông vừa lượm cái cung tên. Ông sẽ ăn cung tên. Tạo lao cung tên sao ăn được? Ăn thì ít nhất cũng phải có cái gì đó ngoài đời thực, ăn được thì mới được ăn chứ đâu có ăn bậy bạ được bà nội. Chẳng lẽ giờ tôi lượm được cục đất cái bà bắt tôi ăn đất hả? Rồi ok. Nhưng mà Phan, có khi nào tí nữa mình kiếm được con skeleton cái mình ăn xương luôn. Nè tôi mới cầm nè. Ê ghê quá. Trời ơi, thôi được rồi, vậy sao ăn xương đi sao? Nè xương nè. Trời ơi, xương dành cho mấy mưa thôi, tôi là con người, tôi ăn đồ okay, ăn. Ok, thôi không? Xương này mình sẽ để dành cho siro nha các bạn nha. Rồi, nhưng mà bây giờ Sam ơi, tôi nghĩ thế này nè, bây giờ tôi đã có bánh mì rồi nè, nhưng mà nếu như mà ăn bánh mì không á thì sẽ rất là khô và sẽ rất là khó ăn luôn. Cho nên bây giờ chúng ta cần kiếm thêm một cái gì đó chúng ta uống được đi. Hồi nãy là Phong với Sam đã ăn thịt này nè, ăn táo rồi nè, có món tráng miệng, có món chín rồi nè, giờ ăn thêm bánh mì nữa. Từ nãy giờ ăn quá trời luôn mà chưa được uống, hay bây giờ mình kiếm gì đó uống đi ha Sam ha. Uống hả? Bây giờ có gì uống được không ta? Muốn nước hả? Nước ăn đồ chứ có gì đâu uống ta. Nước hả? Nước ở trong Minecraft á là nước sông, nước biển, nước hồ không à, không uống được. Bây giờ là ghê lắm. Đúng rồi, mình có thể lấy được sữa bò mà Sam. Ở trên đây tôi nhớ là có mấy con bò nè, lên đây. Thật hả? Em có xô không? Có đem xô không vậy? Xô thì mình kiếm sắt để mình làm thôi, có gì đâu. Đây. Tôi hy vọng rằng là ở trên cái nhà của con người ta, cái con dân làng mà thợ rèn á, tôi nghĩ rằng là nó sẽ có sắt ở bên trong. Để chúng ta lên chúng ta xem thử. Đây. Lên thử. Vậy là chúng ta sẽ có xưởng. Đây này, bên đây có con bò nè. Đấy, còn ở đây là nhà của con thợ rèn nè. Để mình vô xem coi nó có sắt không. Ôi, thợ rèn mà không có sắt là buồn nha. Không chỉ có sắt mà còn có rất là nhiều đồ bằng sắt luôn nha. Đấy. Giáp sắt nữa nè. Sam ơi, cái gì vậy? Tôi có giáp sắt rồi nè. Em bây giờ tôi biết chỗ nào có sắt nhiều, nào gần bên cạnh ông cục sắt là biết di chuyển luôn nè. Chỉ cho. Đâu cục sắt đâu? Iron. Đây, nguyên cục sắt đi đâu. Đúng rồi. Bây giờ thì mình đã có được gọi là sao ta? Khoan từ, Sam ơi có gỗ không? Có hả? Làm chưa, tôi cái bàn chế tạo coi. Đây. Ủa không cần làm gì vậy? Thì để mình chế cái xô sữa chứ làm gì? Mà giờ tôi hết gỗ rồi. Đây, tôi có. Đây. Ok. Chế tạo luôn không? Đúng rồi, chế tạo cho Phong một cái bàn chế tạo. Đó. Okay. Rồi, mình sẽ bỏ vào đây. Ui, chết rồi. Nhiêu đây sắt chỉ làm được có một cái xô thôi, không làm được hai xô các bạn ơi. Vậy là sẽ có một người uống, một người nhịn. Không, phải có đến hai xô thì mới được, không được uống ké. Giờ sao rồi, đây? Bây giờ mà đi mai sắt nữa là hơi bị lâu luôn á. Thôi. Sao? Có người sắt. Có người sắt đúng rồi. Tôi rõ rồi, có người sắt. Đâu rồi, có người sắt đâu rồi. Ấy tôi vừa thấy nó đi lung tung nữa, nó đi sau là sau. Đây, có người sắt đây. Đây. Bây giờ Sam coi Phong nè, Phong học kỹ năng gọi là quýnh người sắt mà không sợ bị nó quýnh lại nè. Mày. Ok. Trời ơi, dữ mình chưa. Mình sẽ trồng một cái cây cao cao lên, sau đó mình đứng lên đây mình quýnh đó. Trời ơi là trời, cái con người sắt đã quýnh tôi chết queo luôn các bạn ơi. Sam ơi, đưa lại đồ cho Phong. Đưa lại rồi, cho Phong cái cây cúp. Tôi nói nhục dễ sợ chưa. Thôi không thì làm mà, sao tôi nhìn không dám nhìn luôn á. Tôi lỡ tay gọi là sao ta bị nó quýnh con cái mà. Ủa đây Phong, tôi cho ông cái này nè Phong. Tôi cho ông cái này hợp lý nè. Tôi đây cho ông cái quần đội nè. Đội cái quần lên đi, mệt quá nhục quá. Ê, nè đừng nói gì nha.
Trời ơi. Ok, ủa cái cây cúp sắt đâu Sam? Cái cây cúp của tôi đâu biết, rồi? Biết, nó văng đâu rồi á, tôi có giữ đâu. Trời, ôi, không có cây cúp thì sao mà quýnh con này được ta? Hơi bị mệt nha. Ok, thôi thôi được rồi, để Phong. Coi như là bây giờ có cái mèo nào quánh nó cái chết luôn được không? Có cái mèo nào quánh đồ bắt phát bắt chúng không? À, mình thử đẩy nó xuống dưới vực, xuống dưới vực coi. Ok. Đúng rồi, mình đẩy xuống đó. Giờ mình làm chuyện ác mà mình không biết gì hết nha. Ok bạn ơi, bây giờ thì mình với Sammy nghĩ ra được cách này để gọi là tiêu diệt con người sắt, chính là đẩy xuống dưới. Tại sao bà quýnh nó làm cái gì? Sam ơi là Sam. Trời ơi, tôi quýnh tại vì tôi thấy nó còn một chút ép, hiểu không? Không được quýnh nó, bà mà quýnh nó là nó quýnh được lại bà, hiểu không? Ơi sao nó không mất máu ta, nó rơi xuống mình không mất máu Sam ơi. Rồi con nó này rồi. Bá đạo rồi, nó không mất máu. Nó rất mày. Để nó tôi, rất tôi. Mày. Không sao, sao, để tôi. Tôi sẽ đứng ở đây tôi quýnh đó. Ok, thôi giờ mình chịu khó mình đứng đây mình quýnh nó một chút các bạn ơi. Chắc sẽ hơi tốn thời gian á nhưng mà không sao đâu. Ok, đứng đây quýnh nha. Gãy cúp luôn bạn ơi, quýnh sao gãy cúp luôn phải chưởng. Ôi, cuối cùng thì nó cũng chết rồi. Trời ơi. Quýnh gãy tay luôn. Cái bông hoa kìa. Quýnh gãy tay luôn á trời. Đây đây cho Sam bông hoa nè. Nè đó, cho Sam bông hoa nè. Yeah, tặng Sam một bông hoa. Dễ thương quá. Tôi khổ quá mà trời ơi. Ok, rồi bây giờ tôi có sắt đây nè. Chế thêm một xô sữa nữa là có hai xô sữa. Rồi con bò đâu rồi? Con bò đâu? Cho tôi cái xô đi. Nè, ok. Đây. Mình sẽ lấy lúa nè, mình cho con bò nó ăn trước các bạn ơi. Và sau đó mình sẽ lấy sữa đó nha. Con bò đâu? À, đây đây, con bò đây rồi. Mấy đây. Con luôn. Ăn đi bò. Đó. Lấy sữa. Lấy sữa được chưa? Sữa. Ok, lấy được rồi đúng hai không? Sữa bò. Lấy nè. Rồi, ok, hai sữa bò các bạn ơi. Hey. Vậy là bây giờ mình với Sammy đã có thêm bánh mì với lại là sữa bò nha bạn nha. Và bây đây, giờ hai cái. Chúng ta hai sẽ cái cùng đó. Nhau ăn bánh mì và sữa bò nha bạn. Ok, let's go. Ăn thôi nào. Yeah. Yeah. Rồi ok, và món tiếp theo đó chính là món sữa bò các bạn ơi. Ok rồi, Sam cầm ly đi. Đây, Phong một ly, Sam một ly. Ăn sữa bò. Chúng ta sẽ cùng nhau uống sữa bò. Khoan từ, trước khi uống chúng ta phải lau lại cái ly ra. Ê, từ từ. Tôi nhớ trong Minecraft là muốn uống sữa bò biết là cách nào thế nào không? Dắt, mình phải dắt sữa con bò. Không lẽ bây giờ ông dắt con bò ra vắt sữa? Tào lao. Bây giờ mà chẳng lẽ giờ mình quay video cái mình mua nguyên con bò về mình dắt sữa hả bà nội? Cho nó thở. Tào lao, cùng lắm thì mình mua một hộp sữa bò thôi, thấy không? Rồi ok bạn ơi, mình đã mỗi người được một ly sữa nè. Ở trong Minecraft là xô sữa nha bạn nha. Còn ở ngoài đời thì chúng ta chỉ uống được ly sữa thôi chứ không được xô sữa. Nhưng mà cái này uống nhiều mà, nhiều cái xô á. Ok rồi, vô. Rồi, uống nha mọi người. Ê, hình như tôi mua nhầm sữa không đường hay sao Sam ơi? Uống đường hả? Ừ. Chúng ta uống đường thì Sam uống được. Ơi, sữa không đường nhạt toẹt à. Được. Sữa không đường thì được. Phong không thích sữa không đường. Uống nhạt quá. Tôi không thích sữa không đường các bạn ơi. Sữa không đường uống cái vị nó nhạt lắm. Mình là một người rất là thích ăn đồ ngọt luôn, cho nên là mình không thích sữa không đường cho lắm. Thôi không sao, nói chung á là có được đồ uống là được rồi. Nói chung mình cũng giải khát, ok. Rồi, đến món tiếp theo nào. Let's go. Và món ăn tiếp theo của chúng ta đó chính là bánh mì. Bánh mì các bạn ơi. Mấy bạn nhìn nào, ổ bánh mì to dễ sợ luôn. Nó giống như giống cái hình nhạc luôn á, y chang. Hồi nãy lúc mà mình với Sammy vào ở trong siêu thị á bạn, thì mình thấy cái ổ bánh mì này. Và mình thấy rằng ổ bánh mì này khá là giống ổ bánh mì trong Minecraft. Cho nên mình đã quyết định chọn ổ bánh mì này để mua, để quay video cho bạn xem. Ok. Y chang luôn á, ông khác vậy luôn á. Nhìn giống ổ bánh mì trong Minecraft thiệt mà đúng không? Đúng rồi. Ok. Sam nửa ổ, Phong nửa ổ. Đây. Ui. Mà cái bánh mì này các bạn thì mình thấy nó có màu nâu hơn. Mình không biết rằng cái này là họ bỏ cái gì vào để cho nó có màu nâu như thế này nha. Chúng ta sẽ ăn thử nha. Ăn thử. Ủa? Bên trong của nó hình như là có nho á. Ui. Bên trong của nó có nho khô các bạn ơi. À. Bánh mì của Minecraft ngoài đời rất dở nha. Hình như là bánh mì ở trong Minecraft là không có nho khô nha. Nhưng mà bánh mì ngoài đây có nho khô các bạn ơi. Ngon. Thấy ngon hả? Tôi ăn tôi thấy nó kiểu gọi là rất là mềm nè, thơm nè. Hình như là có chút chút vị cà phê hay sao á. Đúng rồi, cái cà phê dở quá. Hình như mình nghe mùi cà phê ấy bạn ơi. Và nó có thêm nho khô bên trong nữa. Cà phê hay là cacao gì đó mình không biết. Tại vì nhà Sam bán cà phê nên là ứng lắm. Nhà Sam bán cà phê cho nên Sam thích uống cà phê. Đúng rồi. Giá như bây giờ chúng ta có được một
một ít sữa gì ta, sữa ông thọ á, mình chấm bánh mì ăn ngon. Nhưng mà tiếc là ở trong Minecraft không có sữa ông thọ. Đúng rồi, quên, mình đang thử thách ăn đồ ăn trong Minecraft mà không được ăn đồ ngoài. Đúng rồi, buồn ghê. Không, nhưng mà ăn bánh mì không thế này khô quá. Thôi ráng ăn thôi chứ giờ biết sao, lỡ làm thử thách cho các bạn phải ráng ăn thôi chứ sao. Các bạn đừng quên like video thật mạnh nha, ăn quá trời ăn luôn. Cũng ngon ăn mà. Xong rồi. Ê, ăn xong rồi. Ăn. Tôi vừa ăn rồi, ông nhìn em cao rồi, nhìn cao nè. Đúng rồi, ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Tào lao. Ăn xong rồi đúng không các bạn? Quá đúng rồi. Ăn lo ăn đi. Không ăn. Đúng rồi. Tôi nghe gì em? Đáp đi đi mà mà làm 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 mà làm. Nhâm. Trời ơi quá ngon luôn. Ok. Hey. Rồi mấy bạn ơi, vậy là mình và Sammy, hai đứa mình đã ăn được thêm món bánh mì và sữa ở ngoài đời thật rồi nha. Thì từ nãy giờ bọn mình cũng đã ăn được bao nhiêu món người ta? Gà nè, bò nè, rồi sau đó là bánh mì nè, sữa nè và táo. 5 món rồi. Mình nghĩ rằng là 5 món thì từ nãy chắc là cũng dài, cũng nhiều lắm rồi đó. Ok. Thì coi như là trong tập này mình và Sammy, hai đứa mình đã ăn được những món ăn vừa rồi là 5 món đó. Thì mấy bạn còn muốn là bọn mình sẽ ăn thêm những món ăn nào tiếp theo ở trong Minecraft hay không thì các bạn hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới, thì mình sẽ ăn món ăn đó ở trong Minecraft nha các bạn nha. Ok. Đúng và rồi. Đây sẽ là tập 1. Mình sẽ còn làm thêm tập 2 và tập 3 nữa, cho nên các bạn hãy comment món ăn các bạn muốn mà mình ăn ở bên dưới nha các bạn. Nhớ comment nha các bạn. Ok. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.